xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Hiện nay ở khu vực phía đông của Philippines đang tồn tại một vùng áp thấp. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành một áp thấp nhiệt đới. Sau thì sẽ có khả năng mạnh lên thành bão, có hướng đi lên khu vực Đài Loan Trung Quốc. Vì thế mà hoàn lưu của cơn bão này chỉ tác động yếu đến phía đông bắc của Bắc Biển Đông, khiến cho tại đây gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và sóng biển cao trên 2 mét. Với các vùng biển còn lại của khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, cũng như là vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, không nằm trong vùng tác động của cơn bão sẽ hình thành. Vì thế mà trong 3 ngày tới, tại đây vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt, gió yếu, sóng thấp và không có mưa rông. Gió Tây Nam thì suy yếu, nên thời tiết ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa vẫn đang trong những ngày thời tiết tốt. Chỉ lưu ý là những cơn mưa rào và rông ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa đang xuất hiện và sẽ còn duy trì đến hết ngày 27 tháng 9. Như vậy là trong 3 ngày tới, thời tiết của toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông đều là những ngày mà thời tiết tốt, cơ bản thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gió chuyển sang hướng Đông Nam với cường độ yếu cấp 3, cấp 4. Trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, trong đêm nay và ngày mai thì không có trở ngại gì về thời tiết. Trên khu vực biển miền Trung, suốt dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận thì cũng đang có được những ngày thời tiết vô cùng lý tưởng cho các hoạt động trên biển, với trường gió đông nhẹ ở mức cấp 3. Mưa rông không xảy ra nên tầm nhìn xa trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn luôn trên 10 km. Trên khu vực biển phía đông của Nam Bộ cũng đang trong những ngày thời tiết tốt, mưa rào và rông không còn nữa, trong khi trường gió thì không mạnh, nên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo và ngược lại đều có điều kiện khí tượng thủy văn vô cùng thuận lợi. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị!